Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu chậu trắng in hoa văn rất là đẹp các anh các chị nhé. Đẹp từ chất nhựa đến hoa văn nhé. Thứ nhất là cái chậu này nó là cái chậu giả sứ, cái vành nó rất là dày này, rất là trơn mà độ bền của nó rất là cao các anh các chị nhé. Trên 5 năm, độ bền trên 5 năm. Nhựa là nhựa PP nguyên sinh các anh các chị nhé. Đây trên tay em là cái mẫu chậu đứng này. Đấy, mẫu chậu tròn đứng. Hoa văn thì gồm có sen, mai, tùng, đào đỏ. Tất cả các mẫu chậu này đều đang hoa văn như vậy các anh các chị nhé. Không để các anh các chị chờ lâu, em sẽ đi chi tiết luôn về cái mẫu chậu đầu tiên là cái mẫu chậu đứng 24. Mẫu chậu đứng 24 thì sẽ có cái kích thước nó sẽ miệng nó sẽ là 24. Trong lòng chậu thì nó sẽ tầm là 19 các anh các chị nhé, tầm 19. Và chiều cao của mẫu chậu này thì nó là 17,5. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 15.000 đồng. Bên em sẽ bao ship toàn quốc cho các anh các chị là từ 30 chậu nhé. Là từ 30 chậu là số lượng ít nhất. Cái mẫu này thì bền, đẹp, vào những cái cây nó sẽ rất là xinh và cái độ bền thì nó rất là cao. 15.000 đồng một chậu, bao ship toàn quốc là từ 30 chậu. Các anh các chị nhận 30 chậu về thanh toán là 450.000 nhé. Tiếp đến là cái mẫu chậu to hơn một chút, nó sẽ là đứng 28. Đứng 28 thì kích thước nó sẽ là 28 các anh các chị này. Trong lòng của chậu thì nó sẽ là 22,5. Mẫu chậu này chiều cao thì nó sẽ là 20 các anh các chị nhé. Chiều cao sẽ là 20. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 19.000 đồng. Bên em sẽ bao ship toàn quốc cũng là từ 30 chậu cho các anh các chị. Tiếp đến là mẫu chậu to hơn một xíu nữa là chậu nhỡ này. Cái chậu này nó sẽ là đứng 32. Đứng 32 thì kích thước nó sẽ là 31,7. Nọt lòng bên trong nó sẽ là 36. À nhầm, em xin lỗi các anh các chị. Lọt lòng bên trong nó sẽ là 26. Chiều cao nó sẽ là 22 các anh các chị nhé. Đẹp lắm ạ, mẫu chậu này đẹp lắm luôn. Các anh các chị vào cây nào cũng rất là xinh nhé. Mẫu chậu này là mẫu chậu cây nhỡ rồi, chứa được cũng nhiều giá thể mà các anh các chị sử dụng rất là nhiều. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 26.000 đồng. Bên em bao ship toàn quốc cũng là từ 30 chậu. Tiếp đến là mẫu chậu đứng 36. Chậu đứng 36 thì nó sẽ có kích thước là 37 các anh các chị nhé. Trong lòng nó sẽ là 30. Và cái chiều cao của cái mẫu này cũng khá là cao. Chiều cao nó là 26 các anh các chị nhé. Chiều cao là... À không phải, chiều cao nó ship là 27. Chiều cao là 27 đấy. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 32.000 đồng. Bên em bao ship toàn quốc cũng từ 30 chậu cho các anh các chị nhé. Một cái mẫu chậu rất là đẹp. Một mẫu chậu hoa văn 3D rất là đẹp luôn các anh các chị nhé. Thực sự là với cái giá 32.000 nó quá rẻ luôn ạ. Loại này các anh các chị chơi vừa bền vừa đẹp. Gọi là rẻ bền đẹp là có thật đấy các anh các chị nhé. Mẫu chậu này thì cái nỗ khoan thì nó sẽ hơi nhỏ một chút. Nếu mà với những cái cây mà cần thoát nước nhiều hơn, các anh chị về gia cố thêm cái lỗ thoát nước nhá. Nó ở theo khuôn ấy, nó hơi bị nhỏ một chút, nó có 4 lỗ này. Thực ra nó có 8 lỗ mà không biết đợt này tại sao nó lại bị bít mất 4 cái lỗ ở cái chân này. Đấy, về các anh chị đục nhẹ là có thể là đã được thêm 4 lỗ được nữa rồi ạ. Một video ngắn thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh chị cùng toàn thể các bạn 4 cái mẫu chậu nhựa hàng chậu trắng giả sứ các anh chị nhé. Nhựa tròn, nhựa đẹp. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video. Ai mà chưa đăng ký kênh đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Số điện thoại thì em sẽ gắn ở góc trái màn hình là 0915 882513. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.